Xin chào cả nhà. Mình đang đi ở phía bên hông của cái nhà này. Mình thấy họ trồng hoa theo cái triền dốc đổ xuống bờ tả luy á, đẹp lắm. Trời ơi, nha đang bẻ bự ghê chưa? Đang có bông này. Trời ơi, con có bẻ của nha đang này. Ở Đà Lạt mà không biết là cây nha đam mà trồng mà bẹ nó to như vậy luôn á. Cứ nghĩ là khí hậu Đà Lạt mát mẻ quá, cây nha đam nó không ưa. Nhưng mà té ra là cây nha đam nó lại ưa khí hậu mát mẻ nữa. Như cả nhà cũng biết thì ở Đà Lạt người dân chỉ là trồng rau hoa trong nhà lồng. Vì trồng như vậy sẽ chủ động được về thời tiết và thời gian thu hoạch. Sau đây mình mời cả nhà mình cùng ghé một vườn rau xà lách đang được thu hoạch. Và mừng một cái là đợt này á, thì xà lách cũng đang có giá. Xà lách này là xà lách gì vậy cháu? Dạ, dưới chợ gọi là cải gai á. Cải gai hả? Dạ, còn người ta gọi cô ri đó chú ạ. Cô ri hả? Xà lách cô ri. Hôm nay cái này chắc xà lách là bây giờ đợt này có giá phải không cháu? Dạ, được chú. Giá bao nhiêu cháu? Dạ. Giá hôm nay bao nhiêu vậy? Khoảng bao nhiêu? Dạ. Giá hôm nay khoảng bao nhiêu? Giá hả chú? Dạ hơn 20 ngàn. Đúng rồi. Chú mua lẻ, chú mua 40 mấy ngàn ký á mà. Chú mua tay mấy người rồi. Đúng rồi. Mua ăn á, 40 mấy ngàn ký, chú nói ô đợt này xà lách có giá. Đây mình đóng đi Sài Gòn chắc. Dạ đúng rồi. Đóng đi Sài Gòn được giá. Thu hoạch xà lách đẹp chưa? Nói chung là cây nó lên tơ tơ là thu hoạch được rồi. Khi có giá là thu hoạch được rồi, không cần nó gì. Không cần để cây già. Đây có một cây xà lách ở trong này, cây đực phải không cháu? Dạ. Đây là cây xà lách đực phải không? Dạ đúng rồi. Nguyên một cái vườn xanh, màu xanh tươi và nó có một cây to, màu xanh đậm gọi là xà lách đực. Trồng cùng giống với nhau mà nó lên vậy. Sang trong vườn xà lách cũng có một cây rau sam nữa. Rau sam này. Này dùng là xem như là rau tập tàn đây. Ăn cũng bổ cũng tốt lắm này. Xà lách đẹp chưa? Chắc là cái này cũng vừa tới dịp thu hoạch rồi đây. Cảnh cũng cao rồi đây. Hai người cắt một ngày, hai chị cắt một ngày được 500 mét vuông không chị? Dạ chiều quá chú. Được được không? Dạ, chắc nữa. Chắc được chứ. Làm được 500 mét vuông là nửa sào á. Được chứ hả? Hơn hả? Vậy là cũng nhanh đấy chứ. Làm gì nhanh, nó nhanh tay lắm, làm quen việc rồi làm nhanh tay mới được. Đẹp ghê ha. Đó, vườn xà lách của nông dân Đà Lạt trồng trong nhà lồng. Chú ở đâu á chú? Dạ em ở bên phường 8 á. Phường 8 à, không biết cây này à? Dạ biết chứ. Biết nhưng mà mình hỏi chính xác là xà lách gì. Chị biết không? Chứ mình biết sơ sơ nhưng mà đều nông dân họ chuyên thì nhà nông nhiều mà. Dạ. Thì nông mà em lại không trồng. Dạ. Em ở Nguyễn Tiểu Lực á. Gần nhà thờ không chú? Dạ, phía trong nhà thờ một tí xíu. Dạ. Biết nhà ông Thọ trong đó không? Dạ, biết chỗ nhà anh Linh nè. Linh đó chị. Linh nó cũng nhiều đất lắm. Ông trồng hoa là chính. Đẹp ghê. Xà lách muôn mởn, xanh muôn mởn à. Hay trở về Sài Gòn thì đôi khi nó có vẻ như không ngon mà ngay đây mình nếu mà Sài Gòn mà họ nhìn thấy cái xà lách nó đang đứng và họ thích ăn ăn sống luôn á hả? Đi đây không? Ông đi với ai đây? Ủa,
cửa đây má. Đi ra. À, chú ba con luôn. Đi thăm chủ. Vườn của mình đây được xào không cháu? Chắc xào hả? Dạ hơn, xào rưỡi. Dạ xào rưỡi. Là xào rưỡi mình, xào rưỡi của mình đây mình trồng cũng đạt vậy thì thu hoạch khoảng... Cái này không đạt đâu chú ơi. Dạ không được đạt hả? Được khoảng tấn không chị? Dạ hơn. Hơn hả? Ồ, như mấy cái cây đó là đạt ha. Dạ, mấy cây đó đạt. Giá hôm nay trên 20 là nó đẹp rồi. Đợt này xà lách này cũng được giá. Mà dưới đất trồng thấy khoai lang cũng được giá. Dạ đi review cho vui á. Dạ. Dạ, review rồi đăng lên YouTube cho vui. Dạ. Đẹp quá. Chú là gì để con coi? Dạ Đà Lạt mơ. Đà Lạt gì? Dạ Đà Lạt mơ. Đà Lạt mơ. Dạ. Đồng dạ. Ơi. Dạ. Mở ra Đà Lạt mơ để mà coi Đồng đang đóng hàng nhé. Dạ, yêu đảnh mà coi cô. Dạ. Mình là thích review mấy cái của bà con mình làm nông rồi nè. Chỗ này chỗ kia. Dạ. Dạ, nó sinh động luôn. Dạ. Đẹp quá. Trước khi mình thu hoạch nè, mình chắc mình ngưng tưới một ngày á ha. Dạ, ngưng tưới mấy ngày hả chị? Dạ. Ngưng lâu quá thì nó đắng không? Dạ. Đất nó ẩm rồi. Dạ. Che lại là đất nó ẩm rồi. Dạ dạ. Cái xà lách này mà để thiếu nước lâu quá là nó già già tí xíu là nó đắng không chị ha? Đây là bà con nông dân mình thu hoạch là đóng hàng. Đóng kỹ rồi bắt đầu đưa xe đông lạnh trở về Sài Gòn. Giao tại chợ đầu mối Thủ Đức đa số vậy, một số thì giao về mấy cái huyện lẻ rồi Bình Dương rồi các thứ nữa. Đưa hàng đi vậy thì có mối như vậy thì mới được giá hơn, nó có thể được giá hơn và hàng nó chạy hàng hơn, còn bán đây bán lẻ lẻ thì nó không được bao nhiêu. Đây là cái khu vực nông dân của vùng Thánh Mẫu Đà Lạt. Ngày xưa trước giải phóng thì như không có là xà lách này, nó chỉ có xà lách bung với xà lách mỡ. Cuốn. Bây giờ sau này mấy cái giống mới, xà lách cu rê rồi các thứ. Đẹp ghê. Cho nó ra đi chơi đi. Đó. Ra đó đi chơi là coi như là hàng này là đồng khỏi đóng luôn đó. Đó, xà lách đó đẹp chưa? Nhìn là thấy muốn ăn thôi. Nhìn là muốn ăn sống luôn. Đó, cái xà lách đó. Màu này nó mới ngon chú. Dạ đúng rồi. Đó. Cái màu mà người ta bơm mà xanh đậm là người ta chưa cách ly được lâu. Dạ. Mà mình cách ly lâu rồi nó dạ, ra cái màu sao? Này. Cái màu này xanh mơn mởn như vậy là nó ngon, chứ nhìn thấy nó ngon quá chừng mà. Mà xanh quá thì nó già cái lá một chút thì nó là không ngon. Để nó vươn cái đọt lên vậy. Bà con mình nhanh tay cắt thu hoạch. Giờ đến chập nữa là hết cái vườn này rồi. Đến chiều tối hôm nay, sáng sớm mai là nó nằm ở chợ Bình Điền rồi hả? Về chợ Bình Điền hết chị hả?
đẹp không? Với diện tích vườn nhà lồng của nông dân Thanh Mẫu Đà Lạt làm diện tích khoảng 1,5 sao đó, có thể thu hoạch được khoảng 1,5 tấn cho đến 2 tấn, và hiện tại giá cũng được trên 20 ngàn, là nông dân có lãi. Salad đợt này đang giá cao, mình mua lẻ ngoài chợ Đà Lạt nó có thể 45 ngàn, 50 ngàn một ký.